Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio giới thiệu về một số mẫu linh kiện để nâng cấp tiếng tép trong các bộ dàn karaoke và các củ tép thay thế vào trong các bộ dàn sự kiện như kèn neo, các cái loại kèn chế hoặc là các cái loại kèn chế của JCF. Kèn neo này cũng chế ok, nhưng mà thường thường trong nhà thì mình chỉ chế kèn 450 đã là to rồi. Còn ai mà yêu thích tiếng tép nhiều thì mình mới chế các cái loại mà 750 neo như thế kia. 750 có nghĩa là côn 75, còn các cái dòng như này là côn 44 thôi. Còn đâu em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cận kẽ và cái cấu hình sản phẩm để các bác đặt hàng. Ví dụ như các bác muốn mua một bộ kèn neo 750 bi này, là loại BNC côn 75 để chế ở ngoài, thì em sẽ tặng cho các bác cụ trở, hoặc là các bác mua cái phễu cao 19 và dài 30 để chế. Còn đây là phễu của nó là cao 11 và dài 28, chế các loại kèn ren xoáy. Con này là cao 15 và dài 32. Đây là kèn của nó, có mã là kèn JBL25XT với giá là 800.000. Bộ này bao ship cả tép cả phễu và tặng cụ trở, cả tép cả phễu và tặng cụ trở. Đây là bộ kèn JBL25XT. Các bác có thể chế ở ngoài để nâng cấp tiếng tép. Đấy. Các bộ dàn bị thiếu tép thì mình có thể là nâng cấp bộ tép như này. Thì mình cài chỉ cần 1 mét dây thôi, cài đằng sau cái đít loa ấy, xong khi vặn âm ly lên phát hoặc là đẩy phát là nó lên cùng loa luôn. Đấy. Kèn JBL25XT này là từ 120 và côn 4. Từ 120 côn 4. JBL25XT. Phễu là cao 11 và dài 28. Còn đâu đối với cả dòng sản phẩm bộ tép mà giờ xếp có mã là ND253 này, từ 120 côn 4. Phễu của nó là cao 15 và dài 32. Bộ này cũng kê phễu cao 15 và dài 32 được, tùy theo mọi người. Nếu bình thường mà em ship hàng em bán bộ tép thì em cũng bán 11-28, còn ai bảo là thích phễu to thì mới lấy 15-32 nhá. Đây này, hai mặt phễu này các bác nhìn này. Đấy, 15-32 và 11-28 này. Còn cái bộ này của nó là kèn của nó là kèn loại bắt ốc. Kèn loại bắt ốc các bác nhá. Kèn loại bắt ốc mà muốn chuyển sang ren xoáy như này thì em Tùng Nguyễn lại phải tặng cho các bác một đôi cái bích nối nhựa để các bác chuyển đổi nhá. Đấy, em sẽ sắp đủ bộ cho tất cả các bác là tặng tụ trở với phễu bộ. Nếu như nên bộ phễu to như này tặng tụ trở là 1.1 triệu. 1.1 triệu bộ này sẽ được bao ship. Đấy. Còn ngoài ra, như các bác đang được sử dụng bộ tép chế được tặng cụ trở, còn ngoài ra thì em cũng đang bán kèm cái loại này, bộ kèm một phân tần T3 ở đây. Bình thường em báo giá một bộ tép này có giá như thế rồi. Còn ai muốn trải nghiệm qua một bộ phân tần T3 như này, đấy, bộ phân tần này nó chỉ có dành riêng cho loa tép thôi. Đường in là đường vào và đường T là đường tép. Đấy, thế nên là phân tần này nó chỉ để dành cho các loại tép chế để ngoài. Phân tần này nó có mã là T3 thì sẽ có giá là 150.000 bộ này đi cùng theo tép. Còn đâu nếu ai mua bộ này rời ngoài thì sẽ có giá cao hơn nếu như mua một bộ. Còn đây này em đi kèm theo tép thì gọi như là bán gọi là để bán theo tép thôi. Đấy, chúng tôi không lời lãi gì cái bộ phân tần T3 này nếu mà đi kèm theo tép. Đây phân tần T3 đi kèm theo tép. Các bác lưu ý nhé, nếu ai muốn mua cái bộ phân tần này thì phải cộng ngoài giá thêm. Còn đâu tụ trở, nếu như tụ trở thì em sẽ tặng cho các bác đủ một đôi. Còn chất âm thì phân tần thì nó chỉ còn gọn và xịn xó hơn thôi. Còn chất âm thì em khẳng định với các bác là nó sẽ ra 1.9, 1.10 các bác nhé, như nhau. Còn đây là cặp tép này, nếu như ai muốn mua chơi bộ tép này thì em sẽ lên đơn cho các bác là cái bộ tép chế ở ngoài từ leo, từ bi. Đây là bộ kèn neo côn 75. Neo này chuyên đánh loa sân khấu. Đấy. Nếu như ai thích chơi bộ to thì chơi bộ này. Đây là đôi tép neo 750 BNC với giá là 2 triệu một đôi. 2 triệu một đôi. Và Tùng Nguyễn đang bao ship là 2 triệu mốt cho tất cả các khách hàng. Là mươi neo VNC. Và đôi phân tần mà AB503 này thì đường input là đường vào,
đường chét của nó đây, đường median của nó đây. Phân tần này là bao ngay. Khi các bác muốn trải nghiệm bộ phân tần này thì nắp một bát, một chung, một test kèn thì mình sử dụng bộ phân tần có mã là AB503 bao quay 30 và bao quay 25. Phân tần này có cả bóng cầu chì 40 mà công suất nhỏ, mình đánh bộ phân tần bao quay này được này, bằng mạch fit này. Phân tần này hàng của AB503. Còn muốn trải nghiệm phân tần nó full thì mình trải nghiệm bằng bộ phân, như các bác muốn đánh một bát một tép 30 hoặc 40 thì mình đánh bộ này. Đường bát của nó, đường check của nó đây, đường in là đường vào. Phân tần này có mã là BL-2. BL-2. Hôm nay bên cửa hàng Loa Rời Tùng Nguyễn có làm một cái clip để giới thiệu về các cái linh kiện. Các bác có thể chế ở ngoài các bằng các cái loại tép kèn của bên em, tùy theo bộ tép để nâng cấp vào dàn karaoke. Nhà em có đến mấy chục mẫu tép nên các bác tha hồ lựa chọn. Và hôm nay em cùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác xem video, nhớ bấm đăng ký kênh và like nhá.